còn bao bỡ ngỡ cho riêng em một cô gái cùng người em yêu xây dựng tương lai vẫn còn có một người sẻ chia những điều rất dịu dàng việc nhà khó khăn hay nơi chợ cần biết thêm mẹ trông cùng bên cạnh em đang sống mãi là bàn tay ấm áp yêu thương hiểu thấu cho em chăm sóc sân ân cần mọi chuyện sẽ không như mong đợi vì biết đâu một mình em đây không tự lo hết cùng một nhà cùng một mái ấm rất quan trọng hiểu thấu cho nàng dâu chúng ta người rất quan trọng hiểu thấu cho nàng sau chúng ta.